Ta sẽ giới thiệu tiếp tới cái nhóm công cụ cơ bản thứ hai. Nhóm công cụ vừa rồi của chúng ta là nhóm công cụ vẽ hình. Thế còn là nhóm công cụ thứ hai chúng ta thì gọi nôm na là vẽ đường. Nhóm công cụ thứ hai của chúng ta thì bao gồm có công cụ Line Shapement, công cụ Arc Tool, công cụ Spiral Tool, công cụ Rectangular Guide Tool và Polar Guide Tool. Ở đây thì công cụ Line Shapement thì sẽ giúp các bạn vẽ ra các đoạn thẳng. Phím tắt của nó là cái phím xẹp chéo như thế này. Chọn công cụ, các bạn nhấp và các bạn kéo. Thì tại cái điểm nhấp sẽ là cái điểm neo đầu tiên. Thế còn là cái hướng nó sẽ phụ thuộc vào cái hướng di chuột của chúng ta. Dài hay ngắn, ngang hay dọc hay chéo, vân vân. Thì là do tay của chúng ta vẽ. Và khi mà các bạn cảm thấy là hài lòng với lại cái đường mà chúng ta vẽ ra rồi, thì các bạn nhả chuột ra. Thì cái đối tượng này sẽ được tạo ra. Và đây là một cái line segment hay là một đoạn thẳng. Cách thứ hai thì các bạn nhấp chuột cũng giống như là vẽ hình, thì nó cũng mở ra một cái hộp thoại và các bạn cũng sẽ thấy là có độ dài này, có góc này. Khi các bạn thiết lập cái này, các bạn vẽ ra thì nó sẽ tạo ra cái đường cho chúng ta. Ví dụ tôi cần vẽ một cái góc nghiêng 45 độ, dài 100 mm chẳng hạn. Thì các bạn gõ tham số vào đây thì nó sẽ tạo ra cái đường như là chúng ta tham số vừa mới điền vào. Thì công cụ này cũng là một cụ tương đối là đơn giản. Đối với đường cong thì nó sẽ phức tạp hơn một tí. Chúng ta nhấp chọn công cụ. Sau đó thì chúng ta sẽ nhấp chuột và kéo. Tại cái điểm nhấp chuột đầu tiên thì đấy là điểm neo. Tương ứng với lại cái điểm di chuột sẽ là điểm thứ hai. Thế còn độ cong như thế nào, xoay ngang, xoay dọc, xoay lên, xoay xuống thì là do tay chúng ta vẽ. Đó, chúng ta có thể quan sát được cái đường thanh xanh này chính là cái đường mà khi nhả chuột ra nó sẽ hình thành cái đường cong của các bạn. Và nếu như các bạn vẽ bằng cách nhấp chuột để điền tham số thì các bạn sẽ thấy là nó phức tạp hơn một tí so với lại cái đường thẳng. Đó là các bạn thấy là điểm X, đó, điểm Y. Chúng ta còn có thêm một cái nữa, đó là cái kiểu. Thì ở đây Illustrator cung cấp cho các bạn hai kiểu là đường mở và đường đóng. Đường mở là giống như vừa rồi các bạn đang nhìn đây, nó chỉ có hai điểm thôi như thế này. Còn đường đóng thì sao? Nếu tôi chọn đường đóng Close đó, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ tự động nối như thế này để tạo thành một đường khép kín. Ngoài ra thì các bạn còn có một số các cái tùy chọn là Base Align thì có hai trục, trục X, trục Y. Đó. Thì nó sẽ làm cho cái hình nó lật lên hay lật xuống. Đấy. Ngoài ra nữa thì các bạn còn có cái Sloper này. Đấy, các bạn còn có được cái chiều của cái đường này. Đấy. Cong nhiều hay cong ít tùy theo cái tham số mà chúng ta kéo ở cái trường super này. Đấy. Nếu như mà chúng ta chọn như này thì nó sẽ có cái bề mặt. Đấy. Illustrator thì nó lại hơi đặc biệt một tí. Nó có thể tô vào một cái đối tượng mà nó chỉ cần là hơi cong hay hơi có góc một tí thì nó có thể tô vào bất kể đấy là một đường hở hay một đường kín. Cái đấy là cái thao tác để chúng ta vẽ ra đường cong. Thế và trong cái quá trình mà vẽ thì các bạn cũng có thêm cái sự hỗ trợ của phím mũi tên lên hay xuống. Đây các bạn quan sát, nếu như mà tôi bấm phím mũi tên xuống thì chúng ta sẽ ngoài cái việc đảo chiều này đấy, hoặc là chúng ta sẽ làm cho nó cong ít hay cong nhiều. Thế tùy vào cái phím mũi tên các bạn bấm nhiều hay ít như thế nào. Các bạn quan sát trên màn hình, tăng này, tăng nhiều này, giảm này, giảm đến một độ nào đó
thì nó sẽ đảo sang chiều khác. Đấy. Đây là phím mũi tên lên xuống. Trường hợp này chỉ lên xuống thôi nhé, không có trái phải nhé. Cái đấy là cái cách vẽ đường cong. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ làm quen với một cái hình tương đối đặc biệt, đó là cái đường xoắn ốc. Đường xoắn ốc thì được gọi là spiratum. Đó. Và chúng ta sẽ vẽ như sau. Nhấp chuột và vẽ ra đường xoắn ốc. Đấy. Bằng cách là xoay chuột trong lúc vẽ thì các bạn có thể làm cho nó ngửa lên hay nó úp xuống. Thế đấy là cái cách vẽ thủ công trực tiếp. Còn chúng ta nhấp chuột để điền tham số vào thì cái đường spira này nó có mấy tham số các bạn cần lưu ý như sau. Trong này chúng ta có các tham số, đó là radius, đó là decay, đó là shapement và style, thì nó sẽ cho các bạn style là vẽ úp hay vẽ ngửa. Thế thì mấy cái tham số này nó sẽ diễn ra như sau. Cái radius này là độ lớn của cái đường cong khi mà chúng ta vẽ. Cái decay này thì nó sẽ diễn ra cho chúng ta là cái độ cái tỷ lệ của cái cong này là như thế nào. Thế còn cái shapement này là nó được vẽ ra một đoạn cong này bao, một đường cong này bao gồm bao nhiêu đoạn nhỏ. Một cái shapement chính là từ cái điểm này cho đến điểm này thì được gọi là một shapement. Và cái shapement này đang là 10, có nghĩa là một đường cong này được nối bởi 10 cái đoạn nhỏ. Đây các bạn đếm thử cùng tôi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đó. Bây giờ chúng ta thử ra giảm một vài tham số. Radius thôi không nói rồi, nó chỉ là to nhỏ tổng của cái này. Thế nhưng mà hai tham số này decay là 80% thì nó như thế nào? Bây giờ ví dụ tôi điền vào đây là 100 đi, tôi sẽ có cái gì? Nó sẽ là một hình tròn chứ nó không phải là một đường xoắn nữa. Đấy. 100% có nghĩa là không có cái đoạn gọi là thắt dần vào trong để tạo ra hình xoắn, và điểm đầu điểm cuối nó nối luôn vào nhau tạo thành hình tròn. Thế mà nếu mà thấp hơn 100 thì bắt đầu nó sẽ tạo ra xoắn. Tôi lấy ví dụ như là 90 chẳng hạn, thì chúng ta sẽ thấy là nó xoắn vào trong nhỏ dần thế này để tạo thành hình xoắn ốc. Thế còn theo cái thiết lập của Illustrator, cái tỷ lệ 80 này chính là cái tỷ lệ mà tạo ra một cái đường xoắn ốc với tỷ lệ đẹp nhất, thì nó để sẵn cho chúng ta tham số mặc định. Nhỏ hơn nữa hoặc lớn hơn tham số này đều không đẹp bằng như thế. Ví dụ tôi cho nó nhỏ hơn một tí, 70. Đấy. Thì lúc này cái đường xoắn của chúng ta nó sẽ trở nên đơn giản hơn. Thế còn line shapement, shapement là cái đoạn phân đoạn, thì mặc định nó để cho chúng ta 10 cũng là một cái tỷ lệ tương đối là hoàn hảo. Thế nếu mà chúng ta để nó lớn hơn hay bé hơn thì chúng ta sẽ có những cái hình như sau. Ví dụ tôi cho nó 5 đi. Này, các bạn sẽ thấy là nó sẽ chỉ còn gì đây ạ? Nó sẽ chỉ còn gì? 5 đoạn thôi. Có nghĩa là cái đoạn xoắn nhỏ ở trong này là nó bị bỏ đi, không còn nữa. Và do đó chúng ta thấy nó không giống lắm với lại cái hình xoắn ốc của con ốc. Tất nhiên là tăng lên thì nó sẽ vặn xoắn nhiều hơn. Thì các bạn muốn là nó xoắn bao nhiêu phân đoạn thì các bạn sẽ ra giảm cái tham số này. Cái đấy là cách vẽ của cái công cụ vẽ hình xoắn ốc. Và tất nhiên là trong cái quá trình như thế này thì các bạn cũng có thể là tăng hay giảm đây này, bằng cách là nhấn phím mũi tên lên hay xuống thì nó sẽ giảm dần các phân đoạn. Đấy. Giảm dần các segment và minimum thì nó sẽ chỉ có một đoạn này. Nếu tôi bấm là phím mũi tên lên, thêm này, thêm, càng bấm phím mũi tên lên thì cái đường xoắn của chúng ta nó càng nhiều, đoạn xoắn càng nhiều. Thì đó là cái thao tác dành cho vẽ đường xoắn ốc.
Thế còn hai cái cuối cùng thì sao? Hai cái cuối cùng ở trong cái nhóm này đó là cái lưới hình chữ nhật và lưới hình tròn. Đây, vẽ này, chúng ta sẽ có một hệ tọa độ lưới như thế này. Đây. Thế còn nếu mà vẽ bằng cách nhấp chuột thì chúng ta có tương đối nhiều tham số như sau: độ rộng, độ cao, horizontal divide tức là chia ra cái chiều ngang và vertical, đó, chiều ngang chiều dọc là bao nhiêu hàng, bao nhiêu cột. Thế ngoài ra thì các bạn còn có thêm một cái tham số là skew này, thì nếu mà chúng ta kéo cái con trượt này ra khỏi vị trí không thì có nghĩa là nó không chia đều nữa mà nó sẽ dồn về một phía nào đó, hoặc là dồn về phía đỉnh, hoặc là dồn về phía đáy, hoặc là dồn về phía phải, hoặc là dồn về phía trái, tùy theo chúng ta điều chỉnh ở cái tham số horizontal hay là vertical này. Đấy, ví dụ như là tôi kéo cái này sang phía top chẳng hạn. Này, các bạn quan sát, nhập OK thì chúng ta sẽ thấy rằng cái đoạn ở top này nó rộng hơn, nó lớn hơn. Thế còn các cái đường này thì nó chia díu ra về phía đáy. Thế ngược lại, nếu như bây giờ tôi nhấp vào đây và tôi cho cái thằng này là về right chẳng hạn, thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ kéo nhiều về phía phải này, díu về phía phải nhiều hơn, còn phía trái nó trống và nó to hơn. Đấy là vẽ lưới chữ nhật. Thế còn cái cuối cùng ở trong nhóm này là vẽ theo polar. Thì khi mà các bạn vẽ thì các bạn sẽ vẽ ra được một cái hình trông nó giống như là cái hình lưới tròn như thế này, hơi giống như là cái hình mà các bạn hay nhìn thấy ở trên radar ấy. Đấy, màn hình radar. Thế thì thông thường thì nó chia ra cho chúng ta thành 5 phần như thế này, 5 khu vực như thế này. Thế còn trong quá trình mà các bạn vẽ bằng cách là nhấp chuột thì các bạn có thể cũng can thiệp gần như là cái hình kia, có nghĩa là các bạn cũng có rộng này, cao này, number đấy, concentric divide và radial divide, bao nhiêu vòng tròn và bao nhiêu cái phần chia thì các bạn cũng có thể là chia như thế này. Đấy. Và nếu như mà các bạn vẽ bằng cách là vừa vẽ các bạn vừa tăng hay giảm các cái tham số thì các bạn cũng có thể là sử dụng cái phím mũi tên. Ví dụ các bạn quan sát lên đây, tôi tăng này, phím mũi tên tăng lên thì là tôi đang tăng cái số lượng vòng tròn đồng tâm. Còn nếu như mà tôi sử dụng mũi tên đi xuống thì là tôi giảm cái số lượng vòng tròn đồng tâm. Tất nhiên là đến mức cuối cùng thì chúng ta sẽ chỉ có một vòng tròn đồng tâm thế này thôi, một vòng tròn thôi. Đấy. Còn lên thì không biết là nó thành bao nhiêu, tùy tay các bạn bấm. Thế còn cái phím mũi tên trái phải thì nó sẽ giúp chúng ta là tăng thêm các phần phân chia. Đây. Hoặc là giảm phần phân chia, tăng là sang phải, giảm là sang trái. Còn nếu mà chúng ta làm đến kịch cùng thì nó không chia nữa. Đấy. Và như vậy là chúng ta sẽ có các vòng tròn đồng tâm mà thôi. Thì như vậy đấy là cái cách để chúng ta làm việc với cái nhóm công cụ cơ bản thứ hai, là nhóm công cụ vẽ các cái đường. Đấy. Thế ví dụ mình bật hộp lại của mỗi cái công cụ lên là mình bật, thì mình vẽ xong rồi thật, thì mình nhảy nhấp nút của nó thôi. Nhưng mình chọn một cái như thế nào nhỉ? Bạn hỏi như thế nào? Tức là bạn vẽ xong rồi và bạn lại muốn điều chỉnh nó hay thế nào? Vâng, nhưng mà em không bật được cộng lại luôn. Đây nhá, bây giờ ví dụ tôi vẽ một hình ra như thế này nhá. Vâng. Đúng không? Bây giờ bạn muốn là điều chỉnh nó đi. Vẽ xong rồi nhưng mới điều chỉnh đi. Ok, thế đây, nhấp nút vào cái công cụ đó. Thì không phải đâu, cái này thì nó không cái này nó không giúp các bạn là vẽ xong rồi mà điều chỉnh đâu nhé. Cái này là gọi ra là để thiết lập trước khi vẽ nhé. Đây là em muốn hỏi, chứ còn cái này là có một số công cụ hoặc là một số phần mềm thì nó sẽ thiết lập khác nhau hoặc là giống nhau. Ví dụ như là trong trường hợp này thì chúng ta sẽ vẽ xong rồi và chúng ta chấp nhận nó hoặc là chúng ta xóa bỏ nó thôi, chứ chúng ta không điều chỉnh được nó
sau khi mà các bạn đã vẽ xong đấy, mà mọi thao tác là điều chỉnh trước lúc vẽ hoặc là trong lúc vẽ đấy. Chứ còn nó vẽ xong rồi mà chúng ta buông chuột rồi thì thôi, coi như là phải hoặc là chấp nhận hoặc là xóa bỏ vẽ lại thôi. Còn thao tác để gọi câu thoại đó thì các bạn nhấp bút đấy, thiết lập xong rồi các bạn vẽ thì nó sẽ vẽ theo cái mà các bạn yêu cầu, chứ cái này thì nó không phải là đang cứ chọn một đối tượng mà các bạn gọi hộp thoại ra thì nó sẽ thay đổi được đâu.